Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về thoái cốt hoàn. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về cũng như cách sử dụng sản phẩm thoái cốt hoàn, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Cordyceps Giseng Magnolia Công dụng Hỗ trợ trị đau nhức do thoái hóa các khớp Hỗ trợ trị đau nhức xương khớp khó cử động Hỗ trợ trị đau cuộc sống, tê nhức khớp do thoát vị đĩa đệm, trị phong thấp Hỗ trợ trị đau thần kinh tọa, nhức mỏi toàn thân, tê dần chân tay Hướng dẫn sử dụng. Tùy mức độ nặng nhẹ của bệnh có thể sử dụng 2 đến 4 viên chia làm 2 lần sau khi ăn no. Thận trọng khi sử dụng. Người quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc không được sử dụng. Nếu bệnh nhân bị dị ứng phải nói cho dược sĩ hoặc bác sĩ biết ngay lập tức. Phụ nữ có thai nên thận trọng khi sử dụng sản phẩm chỉ sử dụng sản phẩm khi được bác sĩ chỉ định. Nhà sản xuất. Thoái cốt hoàn là sản phẩm nhập khẩu Malaysia chính hãng. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm thoái cốt hoàn, đồng thời biết cách sử dụng thoái cốt hoàn sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham